Phật. Nam mô A Di Đà 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 Phật.
Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bà Lô Kiết Đế Thất Phật Ca Lăng Đà Bà
Nam mô Na ra cần chỉ hê ma bạn đã sa mê tác bà ta đậu du bằng á thể dựng tác bà tác đa bà già ma phạn đà đậu đa tiền tha nga bà lô ê lô ca đê ca ca đê nhi hê rị ma bồ đề tác bà mong đổ lô đổ lô phạt xà gia đế ma phạt xà gia đế đà ra địa rị ni thất phật ra gia gia ra gia ra ma phạt ma ra muôn đế lệ ye 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 thất na ra sam phật ra sa lợi phật sa phật sam phật ra sa gia hồ lô ma ra hồ lô ê rì ta ra tất rì ta rì tu đô bồ đề giả bồ đề giả bồ đà giả bồ đà giả di đế rì giả na ra cận rì địa rì sắc ni na ba giả ma na ta bà ha tất đà giả ta bà ha ma ha tất đà giả ta bà điện đô mạng đà ra bà xà dạ ta bà ha tân điện đô mạng đà ra bạc đà bà ha nam mô bổn sư thích ni ca mâu ni phật nam mô bổn sư mâu ni phật diệu pháp mê ba thiên vạn kiếp nạn tao ngộ ngã kia kiến văn đắc thọ trì huyền giới như lại thiên nghĩa nam mô liên trì hội phật bồ tát Phật Bồ Tát Nam Mô Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát Phật Thuyết Di Đà Kinh Như Thị Ngã Văn Nhất Thời Phật Tại Phật kỳ thọ cấp cô độc gia dự đại tỳ kheo tăng thiên nhị ba ngũ thập nhân câu giải thị đại a la hán chung sở trị tức trưởng lão xá lợi phật ma ha mô kiền liên ma ha ca diếp ma ha ca chiên diên ma câu hỷ la ly bà đã cho đời bàn đà già nan đà nan đà la hầu la kiều phạm ba đề lơ phà la đọa ca lưu đà
Di Ma Kiếp Thân Na Bà Câu La Nâu Lô Đà Như Thị Đẳng Chư Đại Đệ Tử Tinh Chư Bồ Tát Ma Tát Văn Thù Sự Lợi Pháp Dương Từ A Dật Đà Bồ Tát Kiền Đà Đề Bồ Tát Thường Tinh Tấn Bồ Tát Dự Như Thị Đẳng Chư Đại Bồ Tát Cập Thính Đế Hoàng Nhân Đã Vô Lượng Chư Thiên Đại Chúng Câu Nhĩ Thời Phật Cao Trường Lão Xá Lợi Phật Tùng Thị Tây Phương Quá Thập Vạn Ức Phật Độ Hữu Thế Giới Danh Việt Cực Lạc Kỳ Đô Hữu Phật Hiệu A Di Đà Kim Hiện Tại Thuyết Pháp Xa Lợi Phật Bị Độ Hà Cố Danh Việt Cực Lạc Kỳ Quốc Chúng Sinh Vô Hữu Chúng Khổ Đản Thọ Chư Lạc Cố Danh Cực Lạc Hù Xa Lợi Phật Cực Lạc Quá Độ Thất Trùng La Tượng Thất Trùng La Vọng Thất Trùng Thì Tư Bảo Trảo Trám Vi Nhiều Thi Cô Bị Quốc Danh Vi Cực Lạc Hữu Xa Lợi Phật Cực Lạc Quốc Độ Hữu Thất Bảo Trì Bát Công Đức Thủy Sung Mãn Kỳ Trung Trì Đệ Thuần Dị Kiệm Sa Bồ Địa Tứ Biên Giải Đạo Kiệm Ngân Lưu Ly Pha Lê Hiệp Thành Thượng Hữu Lâu Các Diệt Dị Kiệm Ngân Pha Lê Sa Cờ Xích Châu Mã Nao Nhi Nghĩa Sức Kỳ Trì Trung Liên Hoa Đại Như Xa Lượng Thành Sắc Thanh Quang Quỳnh Sắc Quỳnh Quang Xích Sắc Xích Quang Bạch Sắc Bạch Quang Diệu Kiệt Xa Lợi Phật Cực Lạc Quốc Độ Thành Tụ Như Thị Công Đức Trang Nghiêm Hù Xa Lợi Phật Bị Phật Quốc Độ Thượng Tác Thiên Nhã Quỳnh Kim Vi Địa Chú Gia Lộ Thời Vũ Thiên Mạng Đà La Hoa Kỳ Độ Chúng Sanh Thường Dĩ Thanh Đáng Các Dĩ Ê Kích Thạch Chúng Diệu Hoa Cúng Dường Tha Phương Thập Vạn Ức Phật Tức Di Thực Thời Hoàng Đạo Bồ Quốc Vạn Thực Kinh Hành Xa Lợi Phật Cực Lạc Quốc Độ Thành Tụ Như Thị Công Đức Trang Nghe Phục Thư Xa Lợi Phật Bi Quá Thượng Hộ Chốn Chốn Kỳ Diệu Tạp Sắc Chi Điệu Bạch Hạng Khổng Tước Anh Võ Xa Lợi Ca Lăng Tần Già Cẩm Mạng Chi Điệu Thị Chư Chúng Điệu Tru Gia Lục Thời Dạ âm kỳ âm diễn dương ngũ căn ngũ lực thất bồ đề phật phát thanh đạo phật như thị căn pháp kỳ độ chúng sanh quan thị âm di dài tất niệm và niệm pháp niệm ta xa lời phật như vật di thử điệu thiện thi tội mau sở sanh sở di giá hà bị phật quốc độ vô tam ác đạo xa lợi Phật kỳ và quốc độ thượng vô đạo di danh à ô thiệt thiệt chư chúng điều giải thị a di đà phật dù lên pháp âm thiên lù bi qua sợ ta xa lời phật bị phật quốc độ di phong suy động chư bảo hàng thọ cập bảo la võng xuất vi diệu âm thi như ba thiên chúng nhạc đồng thời câu tan gia thị âm gia tự nhiên giải sanh niệm phật niệm pháp niệm tăng chỉ tầm xa lời phật kỳ phật quốc độ thành tụ như thị công đức trang nghiêm ư ừ, như vân hà bị phật hà cố hiệu a di đà xá lợi phật bị phở
Phật quang minh vô lượng diệu tha phương quốc vô sở chướng ngại thị cô hiểu vi a di đà hủ xa lời Phật bị Phật thọ mạng cấp kỳ nhân dân vô lượng vô biên tăng kỳ kiếp cố danh a di đà xa lời Phật a di đà Phật thành Phật vị lại ư kim thập kiếp hủ xa lời Phật bị Phật hữu vô lượng vô biên tinh văn đệ tử giai a la hán phi thị to số chi sở năng trí chúng dễ phục như thế trả lời Phật bị và quốc độ thành tổ như thị công đức cha nghiêm hữu xa lời Phật cực lạ quốc độ chúng sinh sanh giả giai thị a bề bản trí kỳ trung đa hữu nhất sanh bộ xứ kỳ số thập đa phi thì toán số sở năng chia chia đàn khá di vô lượng vô biên a tạng kỳ thuyết xa lời Phật chúng sanh văn giả ân đường khoát nguyện nguyện sanh bị quốc sở dĩ đắc dữ như thị chư thường thiện nhân câu hội nhất xứ xa lời Phật bất khả dị tiểu thiền căn phước đức nhân duyên sanh bị qua xa lời Phật vừa khổ thiện nam tư thiện nữ nhân giảng thuyết a di đà Phật chấp trì danh hiệu nhược nhất nhược nhược nhị nhân nhược tam nhược nhược tư nhược nhược ngũ nhược dạ dạ tam bậc loan kỳ nhớ lâm mạng chung thời a di đà Phật dư nhờ thánh chúng hiện tại kỳ thiện thị nhớ chung thời tam bất địa đạo tức đắc vạn sanh a di đà Phật cực lạc quốc độ xa lợi phân ngã kiến thị lợi cố thuyết thử ngôn nhựa hữu chúng sinh văn thị thiết giả ưng đương sanh bị quốc độ xa lợi Phật như ngạ kim giả tan tháng a di đà Phật bân khả tự nghị công đức chia lời đông phương về khu a xúc bệ Phật tu di tương Phật đại tu di Phật tu di quang Phật diệu âm Phật như thì đẳng hằng a vì hoặc sơn hoàng trưởng thiên tương biên phú tam thiên đại thiên thế giới thiệt thành thiện ngôn như đẳng chúng sanh đường tính thì xưng tan bất khả thư nghị công đức nhất thiết chư Phật và nam phương thế giới hữu nhật nguyệt đăng Phật danh văn quang Phật đại diện kiên Phật tu di đăng Phật vô lượng tinh tấn Phật như thì đăng hằng hà xa số chưa Phật các ngư kỳ quang sơn quán trường thì tương biên phố tam thiên đại thiên thế giới thiết thành thì ngôn như cảng chúng sanh cơ tính chư Phật dạ và sở hữu niềm kinh xa lời Phật Tây Phương thế giới hữu vô lượng thọ Phật vô lượng tướng Phật vô lượng trà Phật đại quang Phật đại minh Phật bảo tướng Phật tịnh quang Phật thị căn hằng hà xa số chư Phật các ngư kỳ quan sứ quan trừ thị tưởng biên phu tam thiên đại thiên thế giới thiết thành thì ngôn như gắn chúng sanh cư tính thì xưng tan bất cả tư nghị ổn đương những thiết chư Phật sở hộ niệm kinh xa lời Phật bắc phương thế giới hữu hiểm kia Phật tội thắng âm Phật nan chở Phật nhật sanh và vọng minh Phật như thì đăng hằng hà xa số chư Phật các ngư kỳ quân sức quản trừ thì tương biên phu tam thiên đại thiên thế giới thiết thành thì ngôn như gắn chúng sanh cư tính thì chân tạng bằng cả tứ ngay công đức nhất thiết chư Phật sở hộ niệm kinh xa lợi Phật hà phương thế giới hữu sư tử Phật danh văn Phật danh quan
quang Phật đạt ma Phật pháp tràng Phật trì pháp Phật như thi căn hằng hà sa số chư Phật các ngư kỳ quân sứ quang trừ thì tương biến phu tam thiên đại thiên thế giới thiết thành thì cũng như cảnh chung sanh cư tính thì sự tan bất cả tư nghĩ không đứng nhưng thiện chư Phật xã hộ niệm kinh xa lời Phật thường phương thế giới hộ phàm ẩm Phật tú vương Phật ngương thượng Phật ngương quang Phật đại diện kia Phật ta sắc bảo hóa nghiêm tân Phật ta la thọ vương Phật bảo hoa đức Phật hiện như thiên nghĩa Phật như tu di sơn Phật như thị cận hằng hà sa số chư Phật các ngư kỳ quân sức quang trừ thì tương biến phố tam thiên đài chư địa thanh thiên ngôn như đàn chúng sanh đương tinh thì xưng tăng bất khả tư nghị công đức nhất thiết chư Phật sở hộ niệm kinh xa lời Phật ngư nhân ý vân hà cô chánh quy nhờ thiên chư Phật sở hộ niệm kinh xa lời Phật nhờ khu thiện nam tự thiện ngữ nhân quan thị kinh thọ trì giá cấp quan chư Phật danh gia thì chư thiện nam tứ thiện nữ nhân giai vì nhưng thi chưa Phật chỉ sơ hộ niệm giai đắc bất thôi chuyện ư A Nậu Đà La tam miêu tam bồ đề thị cô xa lời Phật như đàn giai cư tinh thọ ngã ngữ cập chư Phật sơ thiên xá lời Phật như khổ nhân di phát nguyện kiếm phát nguyện đương phát nguyện dục sanh A Di Đà Phật quốc gia thị chư nhớ đàn giai đất bất thôi chuyện ư A Nậu Đà La tam miêu tam bồ đề ư bi quốc độ nhược di sanh nhược kim sanh nhược đường sanh trả lời Phật chư thiện nam tử thiện nữ nhân nhược khổ tính giả ưng đương phát nguyện sanh bi quốc độ xá lời Phật như ngã khiêm giả xương tan chư Phật bất khả tư nghị công đức bi chư Phật đang về xương tan ngã bất khả tư nghị công đức nhị tác thị ngôn tinh ca mâu ni Phật năng về thầm nạn nghĩ ô chi sự nạn ngư ta bà quốc độ ngô trượt cá thế kim trượt kiến trượt phiền não trượt chúng sanh trượt mang trượt trung căn nga Nậu Đà La tam miểu tam bồ đề vị chữ chúng sanh thiết thì nhất thiên thế gian nàng tính chi pháp xa lời Phật đương tri ngã ư ngô trượt cá thế hành tử nang sự đắc a Nậu Đà La tam miểu tam bồ đề di như thiết thế gian thuyết thử nàng tình chi pháp thì vi thầm nga và thiết thử kinh gì xa lời Phật cập chư thì kêu những thiên thế gian thiên nhân nga tu la cản quan Phật sở thiết hoan hỷ tinh thọ tác lời nhi khứ Phật thiết a di đà kinh ma bát nhà và la mẫn đa tâm kinh hoa tự thai bồ tát anh thâm bát nhã ba la mật đa thời chiêu kiến quân giai không đồ nhược thiết khổ anh xa lời từ sát bớt gì không không bớt gì sát sanh tức thì không không tức thì sát thọ tượng hành thức gì phục như thị xá lợi tử thì chư pháp không tương bất sanh bất diệt bất câu bất tịnh bất tăng bất giảm thì cô không trung vô sắc vô thọ tượng hành thức vô nhãn gì thì thiệt thân ý bộ sắc thinh hương vị xúc hoa vô nhãn giới này chỉ vô ý đạt giới vô vô minh diệt vô minh tầng này trí vô lao tứ diệt vô lao tự tầng vô khó tầm diệt đạo vô trí diệt vô căn dị vô sở căn cố bồ đề tác đổi bát nhã ba la mật đa cố tâm vô quái ngài vô quái ngài cố vô hù khủng vô diễn ly điên đạo mộng tương cố canh niết bàn tam thế chư Phật ni bát nhã ba la mật đa cố căn Nậu Đà La tam miêu tam bồ đề cố trì bát nhã
ba la mật đa thị gài thần chú thị gài minh chú thị vô thượng chú thị vô gần gần chú năng chư nhất thiết khổ chẳng thiết bất cô thuyết bát nhà ba la mật đa chú tức thiết chú việt yết đê đê ba la yết đê ba la tăng yết đê bồ đề tát bà a quán sanh quyết định chớ ngôn nam mô a di đà bà già ta già già điệt già tha di rị đô bà tỳ a di rị ca tăng cam bà tỳ a di rị ca tỳ ca lan đê a di rị đa tỳ ca lan đa già di đề già già na chỉ đa ca lê ta bà nam mô a di đà bà già đa ta già đa già đa địa già tha di rị đô bà tỳ a di rị ca tăng cam bà tỳ a di rị ca tỳ ca lan đê a di rị ca tỳ ca lan đa già di nghị già già ca chi ca ca lợi ta bà nam mô a di đà bà già đa tha già đa già đa địa già tha di rị đô bà tỳ a di rị đa tất đam bà tỳ a di rị đa tỳ ca lan đê rị ca thì ca lăng ca già di nghị già già ca chỉ ca ca lợi ta ba a di phật cung thỉnh hòa thượng khai thị nam mô a di đà phật đường xa mười vạn cách trần chớ đem mê ngộ tự hiểu lầm sát na niệm hết hằng xa Phật liền thành người trong cõi liên hoa. Nếu chúng ta dung hợp với trần lao tức là phiền não thì trái với cái tánh giác hoặc nghiệp khổ ngược lại với cái chân như bản tánh. Nhưng nếu bỏ vọng quy chân tức là bỏ cái mê vọng trở về chân tánh thì sáu nẻo luân hồi sẽ trở thành y báo trang nghiêm cõi cực lạc. Một tâm bao trùm mười phương ba đời tất cả muôn pháp không thể suy lường được. Đức Phật A-di-đà đoạn dứt lục căn không còn tạo tác. Những người sinh hoạt trong cõi cực lạc cũng đều như vậy. Khi trí huệ hiện tiền thì phá mê khai ngộ như mặt trời giữa ban ngày chiếu phá chỗ tối tăm ban đêm, như thần dược trị các bệnh. Cho nên nói rằng niệm một câu danh hiệu A-di-đà Phật này có thể diệt được những khổ đau trong vạn ức kiếp sanh tử. Được sự lợi ích như thế không có lời nào nói cho hết được. Bây giờ là tu hệ niệm đến để tam thời Phật sự, lại nói tất cả đại chúng trong pháp hội đồng thanh tương ứng cùng nói một câu: nhất tâm niệm Phật, nguyện thành Phật, trong ao bảy báo hoa sen nở. A-di-đà Phật, thân kim sắc tương hào quang. A-di-đà Phật cung thỉnh hòa thượng pháp sư dời bước xuống xá tịnh đàn tràng và rải hoa chúc phúc cho quý Phật tử. A-di-đà Phật. A-di-đà Phật thân kim sắc tướng hào quang minh vô cẩn luân bạch hào uyển chuyển ngũ tu di một trừng thánh tứ đại hải quang trung hóa Phật vô so ngân hóa Bồ Tát chúng diện
biên tứ thập bát nguyện độ chúng sanh, cứu phẩm hàm linh căn bỉ ngàn nam mô tây phương cực lạc. Giới cải từ cải bi tim dân đạo sư A Di Đà Phật Nam Mô A Di Đà Phật Nam Mô A Di Đà Phật A Di Đà Phật Nam Mô 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 A Di Đà Phật Phật Nam Mô A Di Đà 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 Phật Nam Mô A
Phật, Nam Mô A Di Đà 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 Phật, Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Đại Bi Bồ Tát, Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát, Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát, Nam Mô Đại Nguyện Dương Bồ Tát, Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát, Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát, Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. A Di Đà Phật. Cung thỉnh Hòa Thượng Pháp Sư khai thị. Nam Mô A Di Đà Phật. Đại triệt đại ngộ không nghĩ bàn, trí huệ tự tánh đột nhiên khai, thấu hiểu quá khứ và vị lai, lục tự hồng danh viên mãn nhất. Cổ nhân nói ngọc thanh châu bỏ vào nước đục, nước đục không thể không trong. Nếu câu niệm Phật gieo vào tâm loạn, tâm loạn không thể không thành nhất tâm. Tuy nhiên có một báu vật gọi là thanh châu. Loại châu này bỏ vào trong nước đục xuống được một tấc, thì một tấc nước đục liền biến thành trong sạch. Hạt châu này bỏ vào nước từ một tấc đến một thước cho đến tận đáy, thì nước đục cũng theo đó mà trong sạch. Nếu biết rằng ngọc thanh châu cũng ví như cái tâm người niệm Phật thanh tịnh, còn nước đục thì ví như vọng tâm tạp niệm. Khi tâm nổi dậy vọng tưởng tạp loạn thì lập tức niệm câu Phật hiệu như là đối diện với Đức Phật. Mỗi niệm đều rõ ràng sáu chữ hồng danh, từng chữ từng câu từ miệng niệm thì tai nghe vào, do sức chú ý tập trung vọng tưởng tạp loạn tự nhiên sẽ tiêu hết, tâm được trở lại thanh tịnh. Dụng công như vậy từ một niệm cho đến mười niệm, cho đến niệm mãi không thay đổi. Trong kinh Lăng Nghiêm có nói tịnh niệm liên tục, những người niệm Phật nhất định phải có lòng tin cho thật sâu chắc. Chánh nhân đã rõ ràng thường suy nghĩ sự khổ đau trong sáu nẻo sanh tử luân hồi, chán nản cảnh trần lao, đau buồn quấy nhiễu, mà hãy phát tâm niệm Phật không nên nghi ngờ. Như bảo kiếm Thái A cầm sẵn trên tay, như vòng lửa lớn đang cháy dữ dội, vạn vật chạm vào liền bị thiêu đốt, nếu đụng đến thì sẽ bị thương tổn. Niệm niệm mãi sẽ đạt đến nhất tâm bất loạn, năng sở điều không. Năng tức là người niệm, sở tức là đối tượng, tức là ta và Phật cũng đều đồng một tính như vậy. Chẳng cần nói về việc đến nhà, đâu nhọc gì đề cập đến danh từ thẳng tắc. Đây thật đáng gọi là thuật thần diệu để chứng đắc sự tu hành. Con đường chân chánh vượt qua phương tiện là sấm sét đánh thức tất cả chúng sinh đang mê muội. Mặt trời mặt trăng soi sáng chỗ tôi tâm. Đến nay tam thời hệ niệm sắp viên mãn, chư vị vong linh tất cả nơi đây hãy y theo pháp tu này, quyết định không nghi ngờ mà niệm Phật để cầu vãng sinh. Lại nói trước khi một niệm chưa sanh thì gọi là gì?
tâm giác là quả địa Như Lai. Muốn về cực lạc chưa thể được, một niệm hồi quang, nếu liền giác ngộ, thánh chúng sẽ nghinh tiếp và gặp được Đức Phật A-di-đà. Anh Dập Phật cung thỉnh Hòa Thượng Pháp Sư an tọa trên Pháp Tòa, cung thỉnh Chư Tôn Đức Hộ Đàn khởi thân đi kinh hành ba vòng. Mời toàn thể Phật tử cũng khởi thân đi kinh hành với quý Thầy trong ban Hộ Đàn A Di Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Cầu Sư A Di Đà Nam mô A Di Đà Phật.
Phật. Nam mô A Di Đà 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 Phật. A Di Đà Phật. Nam mô 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 A Nam mô A Di Đà Phật. 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 Nam mô A Di Đà Phật.
Phật. Nam mô A Di Đà 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 Phật. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Ca. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Ca. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Đại Nguyện Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Một lòng quy mạng thế giới Cực Lạc Phật Di Đà. Xin đem ánh tình soi chiếu thân con dùng, mà nhiêm thọ con cái còn chánh niệm xưng hiệu Như Lai. Quỳ cáo Bồ Đề cầu sanh tịnh độ. Xưa Phật lập thời nêu chúng sanh đầu muốn về nước ta hết lòng tin ưa xưng danh hiệu ta cho đến mười niệm như không được sanh ta không thành Phật. Nay có nguyện nương nhận duyên niệm Phật được vào biển thai của Đức Như Lai nhờ sức tự tôn tiêu trừ các tội thêm lớn căn lành. Có nguyện lâm chung biết ngày giờ trước thân không bệnh khổ tâm không tham luyến ý không điên đào như vào thiền định Phật cùng thanh chúng tay bưng đại hoàng tên tiếp dẫn con trong khoảng sắc con huệ Cực Lạc hoa đỡ thấy Phật được nghe Phật thượng tỏ thông Phật huệ độ khắp chúng sanh mạng Bồ Đề nguyện lòng chung niệm Phật thấy bảo đài tràng phan bảo cái tuyển trần ai Tây Phương Tam Thánh cùng thanh chúng tiếp dẫn huệ Tây Ngự Xuyên Hoàng. A Di Phật. Cung thỉnh Hòa Thượng Pháp Sư khai thị. Nam mô A Di Đà Phật. Niệm Phật đã từ tâm mà ra, kết nghiệp cũng không thuộc bên ngoài. Chỉ cần tâm niệm Phật trái nghịch trong khoảng khắc
thì sát na đã kết thành nghiệp lực. Bây giờ đại chúng y theo phương pháp của kinh giáo làm tam thời hệ niệm Phật sự, tu tập nhân thù thắng này, chuyên vì tất cả các vị vong linh hiện tiền nơi đây quyết định sanh về Tây Phương Tịnh Độ. Bắt đầu từ ngày nay, hương giới ngào ngạt, đuốc huệ hoang quang minh, phá mê bày ngộ đồng với chư Phật Như Lai, gọi sập trần tình thì tâm địa được khai ngộ, sáu căn hoàn toàn thanh tịnh, tiêu trừ tất cả nghiệp chướng, niệm một Phật hiệu thì hoa nở, thưởng thức cam lộ nơi ao sen bảy báo, nhất tâm nhất ý cầu xin tịnh độ, một đời thành tựu bất thoái thành Phật. Hoàn cảnh tu học hằng ngày ở thế giới cực lạc, hoặc ngồi, đứng, hoặc nằm, hoặc đi kinh hành, du hí thần thông tự tại, chẳng do bên ngoài, được thọ dụng như chư Phật, chứng được rốt ráo viên mãn Bồ Đề, thường tịch quang hiện tiền khắp pháp giới hư không giới, đại nguyện vương thể khế nhập cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn. Thế thì hôm nay càng vì các vong linh chí thành sám hối và phát nguyện, hương linh quy Phật, hương linh quy Pháp, hương linh quy Tăng, hương linh quy Phật Lượng Túc Tôn, hương linh quy Pháp Ly Dục Tôn, hương linh quy Tăng Chúng Trung Tôn, hương linh quy Phật Bất Đỏ Địa Ngục, hương linh quy Pháp Vân Đo Ngà Quỳ, hương linh quy Tăng Bất Đỏ Bàn Sanh, hương linh quy Phật Cảnh, hương linh quy Pháp Cảnh, hương linh quy Tăng Cảnh, quy Tam Bảo Viện Ly Tam Đồ Kho, hương linh quy Phật, hương linh quy Pháp, hương linh quy Tăng, hương linh quy Phật Lượng Túc Tôn, hương linh quy Pháp Lê Dùng, quê Tăng Chúng Chúng Tôn, hương linh quy Phật Băng Đỏ Địa Ngục, hương linh quy Pháp Băng Đỏ Ngà Quỳ, hương linh quy Tăng Bất Đỏ Bàn Sanh, hương linh quy Phật Cảnh, hương linh quy Pháp Cảnh, hương linh quy Tăng Cảnh, hương linh quy Tam Bảo Quyền Ly Tam Đồ Khổ, hương linh quy Phật, hương linh quy Pháp, hương linh quy Tăng, hương linh quy Phật Lượng Túc Tôn, hương linh quy Pháp Ly Dụng Tôn, hương linh quy Tăng Chúng Chúng Tôn, hương linh quy Phật Bậc Đo Địa Ngục, hương linh quy Phạm Bất Đo Ngã Quỷ, hương linh quy Tăng Bất Đo Bàn Sanh, hương linh quy Phật Cảnh, hương linh quy Pháp Cảnh, hương linh quy Tăng Cảnh, hương linh quy Tam Bảo Quyền Ly Tam Đồ Khổ, hương linh Quán Tích Sở Tạo Chư An Nghiệp Mãn Giới Do Bồ Tỳ Tham Sân Si Tụng Thân Ngữ Chi Sa Sanh Kiếp Đôi Phật Tiền Cầu Sám Hối Chúng Sanh Vô Biên Thề Nguyện Độ Phiền Não Vô Tận, Thề Nguyện Đoạn Pháp Môn Vô Lượng Thế Nguyện Hồng Phật.
nguyên thành hướng linh quang tích sở tạo chư ác nghiệp mà giải cho vô thị tham sân si tụng thân người chỉ sở sanh hướng linh kim đối Phật tiền. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận thệ nguyện đoạn pháp môn vô lượng thệ nguyện hồng Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành hướng linh quang tích sở tạo chư ác nghiệp và giải cho vô thị tham sân si tụng thân người chỉ sợ sanh hướng linh kim đối Phật tiện cầu. Thôi chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận thệ nguyện đoạn pháp môn vô lượng thệ nguyện ngộng Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành đà nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Phật. Cung thỉnh Hòa Thượng Pháp Sư khai thị. Nam mô A Di Đà Phật. Nay đã tu tam thời hệ niệm, A Di Đà Phật là vãng đức hồng danh, khuyên bảo chư vị vong linh hiện tiền đã sám hối tiêu trừ nghiệp chướng, phát nguyện cầu vãng sinh, hạnh nguyện đã sâu thì sự tu hành không luống uổng. Nguyện cho chư vị vong linh khi nghe được pháp yếu này tin tưởng thọ trì phụng hành, được sanh vào thai sen báo, vĩnh viễn lìa khỏi biển nghiệp trần lao, trực tiếp chứng đắc bậc bất thối chuyển viên nà mãn vô thượng bồ đề. Nam mô A Di Đà Phật. Phụng kinh công đức thù thân hành vô biên giai hồi hướng phổ nguyện pháp giới chư chúng sinh tấp vãng vô lượng Phật sáng nghi nguyện tiêu tam chương trừ phiền não nguyện đắc trí tuệ minh liễu phổ nguyện tội chương tất tiêu trừ thế thế thường hành Bồ Tát đạo nguyện sinh Tây Phương cơ phẩm liên hoa vi vụ màu ngộ vô sinh bất thôi tạc di bạn lữ nguyện gì thử công đức phổ cập tiên đang giữ chúng sinh giai cộng thành Phật đạo. Đại viên mãn giác ứng tích tây càng tâm bảo thái hư lượng châu xa giới. Hôm nay tạo lập đạo tràng siêu độ đôi trước Phật tiền tiên đọc văn sơ trong đại viên kinh cuối sinh chứng giam. Nay trong nhất xứ thiên hạ Nam Thiện Bộ Châu đảo tràng chùa Giác Sanh tại quận 11 thành phố Hồ Chí Minh. Vâng theo lời dạy của Đức Thích Tôn phụng hành chủ tu công đức pháp sự Sa Môn Pháp Sư. Nay trong đạo tràng chùa Giác Sanh tư chúng đệ tử tuân theo lời Phật dạy tạo lập tam thời hệ niệm Phật sự chuyên về cầu siêu Việt Nam ba tánh tổ tiên dân tộc ba tánh tổ tiên chữ vị vong linh hiện diện trong Phật đường
các chúng sanh tử nạn trên thế giới, chúng đẳng vô kỷ cô hồn khắp mười phương pháp giới, cặp chữ dâm linh đẳng trên dương thế, do đạo tràng chùa giác sanh tư chúng đệ tử và các vị công đức chủ y, theo nghi thức hành lễ hướng dẫn quyến thuộc chi tâm, thành khẩn thắp hương đảnh lễ trung thiên điều ngữ Thích Ca văn Phật, tây phương tiếp dân đạo sư A Di Đà Phật, Quan Âm Thế Chí Địa Tạng Vương Bồ Tát Trang Nghiêm ngự trên bảo tòa sen vàng, chuyên cầu siêu cho Việt Nam ba tánh, dân tộc ba tánh, tổ tiên chư vị vong linh hiện diện trong Phật đường, các chúng sanh tử nạn trên thế giới, chúng đẳng vô kỵ cô hồn khắp mười phương pháp giới, cặp chư hương linh hiện tiền thiết nghĩ qua đời đã lâu, chưa biết sanh vào nơi nào, dưới cứu tuyển đường mờ mịt, nhờ bảo phà quay về bên giác, đêm dài buồn than tĩnh mịch, công đức siêu độ như thuyền từ bi, đến kỳ thứ mười tạo lập đạo tràng, suốt ngày siêu độ công đức gia trì, đọc tụng kinh văn thần chú vạn sanh, niệm Phật tuân theo tu hành, thanh tịnh hương chai món ăn thiền diệt, trên cung dường mười phương tam bảo, và cõi nước Long Thiên giáng đến pháp hội, xin từ bi tiếp nhận, nguyện đem những công đức này chuyên hồi hướng cho Việt Nam ba tánh, tổ tiên dân tộc ba tánh, tổ tiên chư vị vong linh hiện diện trong Phật đường, các chúng sanh tử nạn trên thế giới, chúng đẳng vô kỷ cô hồn khắp mười phương pháp giới, nương nhờ công đức tu trì này sớm được sanh về tịnh độ, phục nguyện lịch đại tổ tiên đều được độ, thân bằng quyến thuộc đồng quan hỷ, kỳ nguyện tam bảo chúng chứng minh siêu độ, vong linh văn sớ năm Kỷ Hợi tháng chín ngày 22, chủ sự pháp môn Sa Môn pháp danh tu trai đệ tử đạo tràng chùa giác sanh tư, chúng đồng tu đại biểu thượng sớ thất Phật dìa tội chân ngôn ly và ly và đế cầu á cầu á đế đà ra ni đê la đế thì lê đế đế ma và đế chân lăng càng đế ta bà ly và đế cầu á đế đà ra ni đê tỳ lê đế đế ma và đế chân lăng càng đế ta bà ly và đế cầu á cầu á đế đà ra ni đê tỳ lê đế đế ma và đế chân lăng càng đế ta bà nguyện đem công đức này hướng về đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật ở đạo tử quy Phật, đương nguyện chúng sanh thời giải đại đạo quán vô thượng tâm tự quy pháp, đương nguyện chúng sanh thông nhập kinh tạng trí huệ như xin quý Phật tử trong ban lễ lạy lên đây một vài vị đại diện và một vài vị đại diện qua hai bên hai bàn của các vị.
Nam mô thập phương thường trụ Tam Bảo. Cung kính bái bạch Hòa thượng Pháp Sư. Cung kính bái bạch Hòa thượng trụ trì chùa Giác Sanh. Cung kính bái bạch chư tôn thiền đức hộ đàn. Chúng con kính nghe ngôi Tam Bảo ngàn đời khó gặp, muôn kiếp đâu dễ tìm. Người quy y phước sinh vô lượng, kẻ lễ niệm tội diệt hà sa. Hôm nay tại đạo tràng chùa Giác Sanh thiết bày pháp hội tam thời hệ niệm lần thứ 10, được trên Hòa thượng Pháp Sư Từ Bi Lân Mẫn Quang Lâm khai kinh, tuyên sớ và khai thị cho tất cả chư vị hương linh biết được đường đi lối về, và lại được Hòa thượng trú trì Từ Bi cho phép tổ chức. Thầy luôn luôn chỉ đạo mọi công tác thật là sâu sát. Bên cạnh đó lại được chư tôn thiền đức tăng hộ đàn khắp nơi cũng quan lâm, nhất cú nhất kệ chánh niệm, tụng kinh, niệm Phật, gia trì cầu nguyện cho pháp giới chúng sanh được lợi lạc. Với ân đức đó, hàng Phật tử chúng con đại vị cho chư vị hương linh thành kính cảm niệm tri ân Hòa thượng Pháp Sư, thành kính cảm niệm tri ân Hòa thượng trú trì, thành kính cảm niệm tri ân chư tôn thiền đức hộ đàn. Cầu nguyện mười phương Tam Bảo gia hộ cho quý ngài pháp thể khinh an, chúng sinh dị độ, luôn cầm đèn trí tuệ của Đức Phật trao truyền mãi mãi, đưa đường chỉ lối cho chúng con trên bước đường tu nhân học Phật cho tới ngày được về cảnh giới của Đức Phật A Di Đà. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh Phật đạo. Giờ phút này chúng con có chút ít tịnh tài dâng lên cúng dường chư tôn thiền đức, ngưỡng mong chư tôn đức từ bi thọ nhận cho. Và trong khi đó chúng tôi cũng không quên có lời cảm ơn đối với quý vị Phật tử trong ban ẩm thực đã lo thực phẩm, nước uống và hậu trì cho đàn tràng được thành tựu viên mãn. Các anh em Phật tử trong ban quay phim âm thanh ánh sáng cũng hết lòng yểm trợ cho đàn tràng được diễn ra suôn sẻ. Thành kính cảm niệm tri ân quý vị, và cũng cầu chúc cho toàn thể quý vị nam nữ Phật tử tâm Bồ Đề kiên cố, chí tu học vững bền, một lòng tin sâu ngôi Tam Bảo, thực hành theo lời dạy của Đức Phật, đem lời dạy của ngài áp dụng vào trong đời sống hàng ngày, gia đình được an vui hạnh phúc. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Phật. Sau khi Phật tử cúng dường xong, cung thỉnh quý ngài trong ban hộ đàn hoan hỷ 3:30 cung thỉnh quý ngài quan lâm trước những án tiền để mong sơn thiết thực cúng tiến chư vị hương linh. Sau đó vào lúc 17:45 cung thỉnh quý ngài
Quang Lâm Đại Hùng Bửu Biện Đàng Tràng để chúng ta làm lễ hóa sớ. Mong quý vị hoan hỷ liễu tri. Ma văn ma ra mộng đề lệ a di a tăng na tăng na
ra dâm vật ra xá lợi phật a ma dâm vật ra xá gia ô lô ô lô ma ra ô lô ô lô ê đi ta ra tất đi tất đi tô rô bồ đề dạ bồ đề dạ bồ đà dạ bồ đà dạ di đê đi dạ na ra cân kỳ địa đi sáng ni nào dạ ma ta ma tăng ra dạ ta ba ma tăng ra dạ ta ba ta ra dạ nghe thức bạn ra dạ ta ba na ra cân trì ta ba ma ra ta bà ha tấn ra tăng a một kỳ gia ta bà ma ha tấn ra gia ta bà gia kiết ra tấn ra gia ta bà ha ba đa ma y tấn ra gia ta bà ha na ra cẩn trì bàn gia na gia ta bà ma ba lời tăng hiếu ra gia ta bà nam mô an ra đắng na đa ra gia gia nam mô rị gia bà lời an ra tấn bàn ra gia ta bà an tấn điện mạng đà ra ba sa ya ta ba hán tân điện đô mạng đà ra ba sa ya ta ba hán tân điện đô mạng đà ra ba sa ya ta ba kim nhật đạo tràng pháp diện khai hồi nhiên lai triệu thành chấn linh lai phó hồi ơn lanh văn triệu nguyện lai lâm chiến thân triệu thánh ngôn vọng mà lại lâm gia chỗ thành tâm thường hương bói thần hương qua thần nam mô nhớ tam thời hệ niệm
giác sanh chân linh kỳ danh kỳ cốt nương nhờ tam bảo lực trường bế mạng ngôn lại đáo trái đàng thanh văn dân cần tốc xả mê đồ thọ tài hướng thực siêu sám tịnh độ dĩ mật ngôn thử giả kim thời lại lâm pháp hội văn kim sơ thánh nguyện phó ương duyên nguyện đắng chư vị hương linh chư tiên linh cổ quyền thật tổ nội ngoại gia tiên ba thúc đệ huynh cô nhi tỷ muội đằng đằng chư quan hồn hiệu tử lại tổ đàn tiền thịnh pháp nghe kinh thọ tài hướng thực trai chủ kiên thành trà chấm sơ từng để mơ trà Nam mô Văn Lai Tâm Bồ Tát Ma Ha Tát. Dạ chúng di nguyện thừa tam bảo lực trường bí mật ngôn thứ và kim thời lại lâm pháp hội lại thọ vô gián cam lộ pháp thực nam mô bồ bồ đế đi già đi đa đi đáng đa nga đa gia nam mô bồ bồ đế đi Dạ rị đa đa nga đa gia nam mô bồ bồ đề đề dạ rị
Đã thì đàn đàn á đa gia trai chủ kiện á thân trà chấm nhị xin nghe lời thỉnh lai lâm pháp đàn lòng thành một biên hướng nhãn quả tươi trái ngọt cầu xin mười phương Như Lai phóng quang độ chúng nghiệp dày tiêu tan trước mời đại đức A Nan diễn nhiên đại sĩ giáng đàn chứng minh sau mời lục đạo tứ sinh tam đồ bát nạn quỷ tình đắng hồn khắp trong mấy cõi càng khôn thải từ hải khẩu sơn môn điều về viên lâm trì chiếu giang khê nghe lời triệu thánh chớ hề trì nghi lai thọ cam lộ vĩ lại mời cùng thì làm duyên chỉ mong thành Phật thành tiếng ai ngờ một khúc quỳnh tiền xa chơi linh đình biển khổ giữa dời bốn bề sóng dậy gió dời ngựa nghiêng ngày nay gặp hội nhờ duyên nương theo bát nhã pháp thiền tiêu diêu Tây phương là cảnh cao siêu thường văn thiên nhạc thường triều kiếm tiếng lai thọ cam lộ gì lại mời văn chất trọng quyền cũng là võ chức miền kinh đó chế tâm giúp nước phò vô xe xuống ngựa rỡ đua trong triều chẳng may quốc loạn vạn nghèo ra tay chống đỡ hòn theo gió
lời triệu thánh gió lặng đường ra lai thọ cam lộ vị lại mời hiền sĩ nhỏ gia chỉ mong cậy đỡ cõi qua hơn người mười năm đèn sách trao rồi suốt mạng thôi rồi tha xuống âm tim lại thọ cám lộ gì lại mời mấy kẻ lớn này ném mùi diệu giữa phòng khi còn xa hôm nay có biết đó là ô minh lời thọ cam lò vĩ lại mài tay nữ cung trung những người trốn chúa lộn chồng ra đi hướng qua phân sớm rồi khi tay dòng tay nở chân đi ơn hài con hay chiều nắng mưa mai ngủ đình nằm quán lạc lời chúa tôi cùng người buồn ngỡ bán xuôi trai ngày thương mãi trong ngày chở chiến những người buôn bộ bán thiền nhiều bạc nhiều tiền nên đại vô giam chẳng may gặp trận phong ba nhà tan cửa nát người ra can dòng những người tủ sắc quán dâm mẹ cha không dạy chẳng cầm đặng con khóc nơi góc biển đầu non gặp khi trời dịch không còn mạng thân nghe lời triệu thỉnh ân cần nương theo hơi gió đến gần nghe kính lại thò cám lộ gì lại mời tớ trận đạo binh những anh chiến sĩ cất mình ra đi về nước bỏ mình hề chi thượng dân đua chạy tư chi tới bài cảnh ngộ đôi khách khổ vời chồng thời lạc vợ cha thời lạc con con hay ai mất ai còn kẻ nam người bắt khôn toan lẽ nào cửa nhà chẳng có lao đao nay cầu mai quán xiết bao khổ lòng kẻ thời mang sức mang gông để thời diệu giấc lại bồng cháu con nghĩ thời thần héo gan mòn
trai cô gái hóa những đoàn nổi trôi, kẻ thời cái bác cái nồi, còn rau năm gạo thấm sầu xót xa. Kẻ thời nên bốn nên ba nên tám nên chín cũng là lên năm, tới cơm kêu khóc ngầm ngầm, chẳng đi chẳng đàn lại nằm khóc thân, khó khăn phải chịu cơ hàng, gặp khi thời dịch không tan ở đời, lai thọ ca má lò vĩ trại chủ kiên thành sới cơm dân cúng đặng đặng chương linh ơi, chứ sống trong trần thế về hay đâu tội bước mà lường, chứ một mai khi thác xuống cổ tiền nó biết phương nào để cứu rồi. Tháng ơi của đời muôn việc khó đem theo, đem theo chỉ có vô thường chẳng đến thần linh mới hay cuộc sống chỉ là hình chim bao kiện thành hiến phản giáo hộ viên thần biên thị chân ngôn. Nam mô ta và đã tháng nga đa và lộ chi để hãng tam bạc đá tam bạc ra hầu. Nam mô ta và đã thao a ra ta ba ra ao. Nam mô ta và đà ta a ra và lo chi đến ta ba ra ta ba ra ao. Nam mô tu ro và gia đa ta a ra gia đa đi thang tu ro ro ba ra tu ro ba ra tu ro ta ba. Nam mô tu ro và gia rô ba ra tô rô ba ra tô rô ba ra tô rô ta ba. Nam mô tô rô ba gia ra ta nga ra gia ra địa tạng tô rô rô ba ra tô rô ba ra tô rô ta ba. Nga nga nắng tam ba ba biển nhật ra hồng mà nga nga nắng tam ba ba biển nhật ra hồng và biển nhật ra hồng giống hồn ơi hồng cuộc đời nay biến mai còn tình chưa tình rồi mộng vẫn say xưa sẽ xin niệm Phật mà đưa hồn về giả quyên kiện thành trà chấm tao từng
lễ cúng chư vị tiên linh nhị bái. Nam mô Diệu Nhiên Vương Bồ Tát, Nam mô Diệu Nhiên Vương Bồ Tát, Nam mô Diệu Nhiên Vương Bồ Tát, Mạnh Hoài Diệm Diêm Chi Thi Thành Đi Diệm Như Cô Hồng Cô Hồng Nhược Yêu Sảnh Tinh Đồ Thinh Tùng Quang Nghiêm Bán Kỳ Kinh Nhược Nhượng Dục Liễu Tri Tham Thế Như Thiết Và Ẩn Quang Quang Giới Tăng Như Thế Di Tăng Thạng Giờ Rơ Lê Giơ Tha Bà Án Giờ Rơ Lê Giơ Tha Bà Án Giờ Rơ Lê Giơ Tha Bà Án Nam mô Bồ Tát Rê Rì Giờ Rì Đa Rì Đất Đa Ngã Đa Giang Mô Bồ Đề Rì Giờ Rì Đa Rì Đa Đa Ngã Đa Giang Nam mô Bồ Bồ Đề Rì Giờ Rì Đa Rì Đa Đa Ngã Đa Giang Tam Đà Ra Già Đà Ta Ba Hán Tam Đà Ra Già Đà Ta Ba Hán Tam Đà Ra Già Đà Ta Ba Hán Nam mô Đại Vương Ấn Hòa Quang Nghiêm Kinh Nam mô Đại Vương Ấn Hòa Quang Nghiêm Kinh Nam mô Đại Vương Ấn Hòa Quang Nghiêm Kinh Mô Thượng Trụ Thập Phương Quang Mô Thượng Trụ Thập Phương Quang Mô Thượng Trụ Thập Phương Tâm Ôn sự tình cảm mô ni và nam mô đại bi quan thế âm bồ tát nam mô minh dương cô gò địa tạng dương bồ tát nam mô gái gia a nan đà tôn giá nam mô thường trụ thập phương quang nam mô thường trụ thập phương quán nam mô thường trụ thập phương tăng nam mô bốn sự tình cảm mô ni và nam mô đại bi quan thế âm bồ tát nam mô minh vương cô gò địa tạng vương bồ tát nam mô gái gia a nan đà tôn giá nam mô thường trụ thập phương quang nam mô thường trụ thập phương quang nam mô thường trụ thập phương tăng Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Minh Vương Cứu Khổ Địa Tạng Vương Bồ Tát Nam Mô Gái Giá A Nan Đà Tôn Giả Quy Y Phật Quy Y Pháp Quy Y Tăng Quy Y Phật Lượng Túc Tôn Quy Y Pháp Ly Dụ Tôn Quy Y Tăng Chúng Trung Tôn Quy Y Phật Kính Quy Y Pháp Kính Quy Y Tăng Kính Quy Y Phật Quy Y Pháp Quy Y Tăng Quy Y Phật Lượng Túc Tôn Quy Y Pháp Ly Dụ Tôn Quy Y Tăng Chúng Trung Tôn Quy Y Phật Kính Quy Y Pháp Kính Quy Y Tăng Kính Quy Y Phật Quy Y Pháp Quy Tăng Quy Y và Lượng Tôn Tôn Quy Y Pháp Ly Dụ Tôn Quy Y Tăng Chúng Trung Tôn Quy Y Phật Kinh Quy Y Pháp Kinh Quy Y Tăng Kinh Phật Tự Xà Tạo Chư Ác Nghi Và Gió Vô Thị Tam Sân Si Tùng Thận Ngư Ý Chi Sợ Sanh Nhất Thiết Phật Tự Chai Xà Môi Ú Tình Xà Tạo Chư Ác Nghi Và Gió Vô Thị Tam Sân Si Tùng Thận Ngư Ý Chi Sợ Sanh Nhất Thiết Phật Tự Chai Xà Môi Ú Giờ Tạo Chư Ác Nghi Và Gió Thị Tam Sân Si Tùng Thận Ngư Ý Chi Sợ Sanh Nhất Thiết Còn Chia Xà Môi chúng sanh vô biên thệ biển độ biển nào vô tăng thầy nguyên đoan phạm môn vô lượng thầy nguyên nào vô đạo vô thường thầy nguyện tăng chúng sanh vô biên thầy nguyện đo biên não vô tận thầy nguyện đo phạm môn vô lượng thầy nguyện ở vô đạo vô thường thầy nguyện tăng chúng sanh vô biên thầy nguyện đo biên nào vô tận thầy nguyện đo phạm môn vô lượng thầy nguyện ở vô đạo vô thường thầy nguyện thành tự tăng chúng sanh thầy nguyện đo tăng nguyện đo thầy nguyện đo tăng pháp môn thầy nguyện hậu tự tánh phật đạo thầy nguyện thành tự tăng chúng sanh thầy nguyện đo thứ tánh nguyện nào thể nguyện đoán tự tánh pháp môn thể nguyện hậu tự tánh và đạo thể nguyện thành an ban ra mà lần đà nánh ta bà an ban ra mà lần đà nánh ta bà an ban ra mà lần đà nánh ta bà an a lo là kế ta bà an a lo là kế ta bà an a lo là kế ta bà an bồ bồ đi đi già đi đà đà lần đà đà giang bồ đà đi già đi đà đà lần đà 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 giang bồ đi đi già đi đà đà lần đà 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 giang bồ đề rì ya rì ra rì đắc ra ngã ra ya an tam mơ ya tu ba ya đắc ta ngã ra ya đang đề thang tu rô tu rô ba ra tu rô ra tu rô ta ba nam mô tu rô ba ya ra ta ngã ra ya ra đề thang tu rô rô ba ra tu rô ba ra tu rô ta ba nam mô tu rô ba ya ra ta ngã ra ya ra đề thang tu rô rô ba ra tu rô ba ra tu rô ta ba non 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 an non 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 an non Nam mô A Di Đà Như Lai Nam mô Đa Bà Như Lai Nam mô Bảo Tăng Như Lai Nam mô Diệu Sát Thân Như Lai Nam mô Quán Bảo Tăng Như Lai Nam mô
Ly Bồ Như Lai Nam Mô Cam Lộ Vương Như Lai Nam Mô A Di Đà Như Lai Thần Chúa Giá Trì Thành Pháp Thực Bồ Thị Hạ Sa Dũng Vương Tuệ Nguyên Giá Bảo Mang Sá Trăm Tam Thất Thất Cô Minh Chánh Tịnh Độ Y Tam Bảo Bảo Bồ Đề Cửu Canh Đa Thành Vô Thượng Đạo Công Đức Vô Biên Thần Dĩ Lai Như Tiên Phật Tự Đồng Hòa Thơ Thần Chúa Giá Trì Và Thị Thơ Bồ Thị A Sa Chúng Mô Thành Nguyện Giá Bảo Mang Sá Sáng Tham Thấu Tô Minh Chánh Tịnh Độ Y Tam Bảo Bảo Bồ Đề Cửu Canh Đa Thành Vô Thượng Đạo Công Đức Vô Biên Thần Dĩ Lai Như Tiên Cầu Thành Đạo Phật Tự Thần Thần Nhớ Ra Đế Cầm Lò Thế Vô Thế Hà Sa Dũng Cố Hồ Nguyện Gia Bảo Mang Sa Sam Tam Thắng Thất Cô Minh Chánh Tịnh Độ Quỳ Tam Bảo Bát Bồ Đề Cô Kiến Đăng Thánh Vô Thượng Đạo Công Đức Vô Biên Thần Vị Lai Như Tiên Cố Hồ Đồng Và ma thần nhớ đàn vạn từ chúng ma ngạ kiềm thế nhờ con ma tự thực biên tập phương nhân địa ba tự công ma nguyện gì từ công đứng vô gặm ở như thiết ngạ đang vừa vận tử giai công thành vật đạo như đằng ngộ tình chúng ma ngạ kiềm thế nhờ con ma tự thực thập phương a nhân thiên ngự tịnh cộng ma nguyện về thời công đức a vô cập a nhân thiết ca ngà đảng vô tình dạy công thành vợ đạo a như đặng cô hồn chúng a ngã kim tí như cung a tự thần biến thập phương a như thiết cô hồn công a nguyện về thời công đức a vô cập a nhân thiêu nhân giới có giới con thành phạt đạo ông một lộn lẫn ta bà ha ông một lộn lẫn ta bà ha lần lần ta bà ha a án a nga nặng tam bà biên nhận ra ông a án a nga nặng tam bà biên nhận ra ông a án a nga nặng tam bà biên nhận ra ông an tất mò lại tất mò lại mi mò nặng an tất lại mò hò thích cốt lại giả hồng mở lại tất mở lại mi mở nắng ăn tất lại mở hờ thịt cốt lại giả hồng ăn tất mở lại tất mở lại mi mở nắng ăn tất lại mở hờ thịt cốt lại giả hồng nguyện trụ kiết tường và kiết tường trú và luận thời hằng kiết tường những thiết thời trung thường giả nguyện chư tường sư ái nhiêu tỏ nguyện trụ kiết tường và kiết tường ạ trụ và lùng thời hằng kiết tường ạ như thiên thời trung kiết tường giả nguyện chư tam báo ai nhiêu tỏ nguyện trụ kiết tường và kiết tường ạ trụ và lùng thời hằng kiết tường nhân thiên thời trung kiết tường giả nguyện chư hộ pháp thượng ủng hộ tăng lễ tây vương cực lạc thánh lương liền trị cứu vòng hoa hương bảo thọ thanh hàng thượng văn thiền nhạc kiện thương a di đà phật a đại phong tự quán a qua đảo chúng sanh a vô lượng gian kiết tường a hiện thiền chúng đẳng ca dương a nguyện sanh an dương hiện thiền chúng đẳng ca dương đồng sanh an dương thì nhận gì quá món diện tỳ giảm như tiểu thị ngơ tư hữu hạ làng đại chúng đường cần tinh tận như cú đầu nhiên đáng niệm vô thường thần giờ phong giờ thế thần có hồn công đức thọ thần vô biên thắng vớt giai hồi hưởng phổ nguyên phan
làm giới cho chúng sanh. Tổng vàng vô lượng vàng vận sáng á, nguyện tiêu tam chương trở biển nào á, nguyện đăng trí huệ chứng minh liễu á, phổ nguyện tội chương tớ tiêu trừ á, thế thế thường hành Bồ Tát đạo á. Nguyện chân thế văn tình đồ trọng cố vấm liên qua với vô mờ qua khai kiến vàng ngộ vô sanh. Phật thời Bồ Tát di bàn lự á, nguyện di thờ công đức á, vô cầm ơ như thiên á, ngà đằng giữ chúng sanh á, giai công thành Phật á, đạo. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Giảng Đạo Sư A Di Đà Phật Tất Đại Chúng Minh Phục Nguyện Tư Thời Việt Nam Quốc Thành Phố Hồ Chí Minh Quận 11 Phường 14 Lộ Âu Cơ 103 Giác sanh từ hôm nay ngày 22 tháng 9 năm Kỷ Hợi Bổn tự trụ trì hiệp cùng Phật tử đạo tràng Và chư thiện nam tín nữ Phật tử thập phương bốn đạo Đại tiểu tu hôn thiết lãm đàn tràng Phúng Phật thỉnh tăng tổ trung đại hùng bửu điện Phúng tụng kinh chú cập niệm Phật công đức Cũng mà tiếng thế thật có hồn chiến vị kỳ siêu tam thời hệ niệm Cứu khổ bạc độ chư hương linh Vọng linh quá vạn cửu quyền Thất tổ nội ngoại sông thân Cảm chiến sĩ trận vong đồng bào Tứ nạn tứ sanh lục đạo Thập loại cô hồn Thập nhị loại cô hồn Hà xa ngạ quỳ Hữu vị vô danh đại tiểu chư vong phản phất hà nhi Hoảng vô địa phương hoặc hữu danh vô vị Hắc lộ hà trầm nịch thủy nạn phiêu linh Quảng quả nạn đau binh nam nữ thương vong lộ đồ tán mạng Trùng tán liên tán quang vào trái chỗ cừu thù chấp đối Trận bãi thương vong tai nạn giao thông Đường sông đường biển ngao Thái nhi sáng nạn yếu tử quan hồn Cùng chư vị chân linh hung linh siêu mồ lạc mã ký tự ghi cốt bài vị Đăng ký tại tam thời hệ niệm Cùng một pháp danh là siêu thoát Thừa tư Phật luật pháp luật tăng luật quy chí án tiền Quy tam bảo thân pháp văn kinh tổ ngộ tâm linh Chiếu sanh tịnh độ thoát khỏi tam đồ khổ u minh lộ Địa ngục ngạ quỷ xuất sanh Ngộ nguyện tam bảo lực chứng minh từ bi gia hộ Tiếp độ cho hương linh vọng linh quá giảng Một pháp danh là siêu thoát Được vạn sanh Tây Phương cực lạc
và dưỡng môn hiện tiền giác sanh bốn tự chư tôn đức tăng thượng phần hạ quá các càng trang nghiêm bổn đạo đàn na ngoại hộ nội tu đồng tấn phát phổ nguyện đạo tràng an lạc trụ trì thuận tấn thân viên thiện nam tín nữ Phật tự lượng biên đại tiểu đẳng đẳng phước đẳng hà sa thọ tề nam nhãn tứ phương lợi lạc ngũ cốc không dinh hết thảy chúng sanh đồng thành Phật Đạo Nam Mô A Di Đà Phật Hương linh tự quy Phật ca đốn nguyện chúng sanh thế giới đại đạo phát vô thượng tâm hương linh tự quy Phật ma đường nguyện chúng sanh tâm nhạo kinh tạng trí tuệ nhớ hải hướng linh tự quy y tăng đường nguyện chúng sanh thông lễ đại chúng mà nhất thiết ô ngài đảng tràng thế thợ cô hồn dĩ mãn trai chỗ đại dị chân linh vòng linh hưởng linh khởi thân lễ tà tam bảo lễ thành tam mi